Cửa hàng Auto Minh Nguyễn xin kính chào quý khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2020. Lần đầu tiên Minh Nguyễn xin cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng ở gần và xa trong suốt thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ Minh Nguyễn. Cũng chính vì cái tình cảm như vậy nên hôm nay Minh Nguyễn tiếp tục giới thiệu cho các bác một dòng sản phẩm vang số Hugo V6. Thì một dòng này thì đợt trước em cũng đã về được mấy lô, thì nói thật các bác cũng rất là nhiều anh em chơi về cái dòng này rồi, thì nó thật cũng đang bị cháy hàng trong thời gian qua. Nên là cũng rất là nhiều các bác đang gọi và hỏi còn hay không. Thì đến thì hôm nay thì em mới được tiếp tục lại cập bến được một lô đây. Số lượng em có hơn 20 con thôi. Đấy thì vừa ấy về thì em cũng gọi là mới vệ sinh qua thôi. Đấy và đã tháo sẵn một con ở đây để quay cho các bác, để các bác xem cái linh kiện của nó. Hàng bãi vàng Hugo V6 là như thế nào. Bác nào đã biết rồi thì em cũng không cần phải giới thiệu nhiều. Bác nào chưa biết thì cũng làm sao cũng xem qua video này thì cũng là sao các bác cũng xem và sẽ rút ra những cái bài học kinh nghiệm để làm sao mua được những cái con vàng bãi đúng với cái giá trị sản phẩm, đồng tiền là mình bỏ ra, và đúng như cái chất lượng, tránh phải mua phải những cái hàng giả hoặc là hàng nhái kém chất lượng. Riêng con này thì thật sự các bác là nó dòng vàng Hugo, nó là thương hiệu nổi tiếng từ trước đến giờ rồi, được rất là nhiều anh em trên thị trường gọi là săn đón về cái dòng này. Con này nó có cổng quang nha các bác nhá. Con này nó có hai đời, một đời cổng quang và một đời không cổng quang. Thì cái đời không cổng quang nó sẽ rẻ hơn đấy, và cái đời này thì nó sẽ là đời về sau thì nó sẽ nâng cấp thêm được cổng quang đấy. Và nói chung là khi đời về sau thì linh kiện nó kiểu gì thì nó cũng có một chút gọi là thay đổi đấy, nên là nó sẽ hay hơn đấy. Mà nhưng mà riêng về dòng này thì nó cổng quang nó sẽ hay hơn. Đấy, các bác cắm trực tiếp cổng quang ở đây này thì không cần phải qua cái chuyển đổi, thì là tiếng chất âm thanh của nó rất là hay đấy. Chứ còn nếu mà qua cục chuyển đổi mà cắm cái sang cái đường mà AV này thì nói chung là cái cục chuyển đổi nó phải chất lượng cơ, nó phải đắt tiền cơ thì nó mới hay được, âm thanh nó ra nó hay. Còn cái cục chuyển đổi nó gọi là vớ vẩn ấy, thì thật sự các bác là ra âm thanh nó không bao giờ được chuẩn đâu đấy. Thì riêng về cái dòng này thì cái linh kiện của nó thì rất là tốt. Tất cả những cái rắc chân đồng của nó là đều bằng màu đồng hết, và đều bằng đồng hết nha các bác nhá. Thì con này nó là gồm là 6 lỗ ra, thì hai lỗ ra nó chính này, một lỗ phần đường phụ là center này, một đường súp này, và đường hai lỗ ra nó sau. Đấy, các bác thì có thể ghép được rất là ra rất là nhiều loa. Đấy, là bác nào mà chơi cục đẩy 4 kênh thì chơi những cái con tín hiệu nó nhiều đầu ra này nó rất là thuận lợi. Đấy, thuận lợi và tiện. Đấy, linh kiện thì bên trong nó đây. Linh kiện này, con này thì chạy chip xử lý đây nha các bác nhá. Analog của Mỹ 21375. Cũng là như là một cái dòng phổ thông. Nói chung là từ trước giờ thì những cái con chip analog của Mỹ này nó rất là nổi tiếng rồi. Đấy, và nó rất là hay. Tiếng về chất âm, chất nhạc của nó cực kỳ là dày dặn, nó không lỏng tiếng như những cái dòng khác. Về riêng đặc biệt về cái dòng này, thật sự các bác là nó rất ít khi là lỗi. Dòng X5 có thể là lỗi rất là nhiều. Đấy, nhưng mà riêng về cái dòng Hugo V6 này thì em bán rất là nhiều. Là các bác cứ theo dõi cái kênh của em và theo dõi cái trang của em ấy, em bán từ trước giờ ấy, bao nhiêu con này, nói chung là hàng lên hàng nghìn con vang này rồi. Đấy, nhưng mà rất ít khi bị lỗi. Đấy nên các bác chơi con này cực kỳ là yên tâm về chất tiếng, về cái độ echo reverb nó nghe rất là mượt. Và con này nó thuận lợi cái tiện cái là nút công tắc. Đấy, nút công tắc bật đằng trước là một này. Đấy, lỗ cắm mic đằng sau. Đấy, rất là gọn luôn, thì nó không có lồi cái dây gì ra ngoài. Đấy, không có lồi cái dây gì ra ngoài, rất là tiện lợi cho các bác. Đấy, con này nó sử dụng chạy điện 220, điện 220. Đấy, kết nối phần mềm thì nó ăn phần mềm vang số X5. Đấy, một vòng dòng vang số X5 các bác biết rồi đấy, chỉnh cực kỳ là dễ luôn. Đấy, con này chỉnh rất là dễ. Rất là dễ. Đấy, con này thì nó dùng dây cáp máy tính. Đây, cáp kết nối nha các bác nhá. Cáp kết nối đây. Đấy, cáp máy tính hai đầu. Đấy, nên là các bác, cái dòng dây này các bác mua cũng rất là dễ. Rất là dễ kiếm. Và nó rất là rẻ. Nó cũng chỉ có mấy chục nghìn một dây thôi. Đấy, nên là các bác tải phần mềm về thì chỉ cần download ở trên mạng thôi. Các bác vào kênh trên mạng, các bác download phát là tải được phần mềm về, là các bác cắm cái này, các bác chỉnh nghịch thoải mái luôn. Đấy, rất là dễ chỉnh. Vì là nếu mà khó chỉnh thì các bác cứ lên mạng, các bác gõ là cách chỉnh phần mềm vang số Hugo V6, thì rất nhiều anh em đã làm clip dạy hướng dẫn từng chi tiết. Đấy,
và để cho các bác được chỉnh. Riêng về cái dòng này thì nó còn rất là đẹp như các bác nhá. Con này còn rất là đẹp. Em nhập cái lô này về thì đẹp, gọi xuất sắc luôn đấy. Đấy, xuất sắc. Con này thì đây, nó có ngày tháng sản xuất đây, em sẽ cho các bác xem xem con này nó sản xuất như thế nào. Đấy. Con này sản xuất ngày mùng 2 tháng 4 2013. Đấy, cách đã được 7 năm rồi. 7 năm rồi mà linh kiện nó còn rất là đẹp, sạch sẽ. Các bác, đây là em chưa vệ sinh. Đấy, nguyên bản như thế nào về em tháo, em quay cho các bác như vậy và ruột nó còn rất là sạch như này. Thì các bác dùng cực kỳ là yên tâm luôn, không giờ sợ bị gọi là linh kiện nó bị già. Những con nào mà nó đời nó sâu quá, nó lâu quá rồi thì các bác có thể dùng linh kiện người ta dùng nhiều thì nó sẽ bị già linh kiện, nên là khi các đến tay các bác dùng ấy thì linh kiện nó già thì chất âm chất tiếng ra nó sẽ bị giảm đi, nó giảm đi, nó không như là còn những cái linh kiện còn đẹp còn mới thì cái nó khai thác cái chất âm ra cho các bác nó sẽ được hết mức. Đấy, ví dụ như là nó khai thác các bác gọi là chín, nhưng mà linh kiện nó kém hơn, gọi là nó dùng lâu được thì nó chỉ khai thác ra tầm độ 7 đến 8 thôi. Đấy, nó không còn được gọi là như mới như lúc đầu nữa. Đấy, cũng như những cái con xe mà các bác đi mà thời gian mà đi lâu quá đấy thì nó sẽ kém đi, phải thay nhông xích. Đấy. Đấy, nhưng mà riêng về cái dòng băng số này thì cái nô này thì dám khẳng định các bác đẹp xuất sắc luôn nha các bác nha, đẹp xuất sắc. Đấy, và tiếng thì bao cho các bác tiếng chất âm hay. Và em bán thì với mức giá thì em cũng xin công khai, vì đợt này nó gần Tết rồi. Đợt trước thì em bán với mức giá chỉ có 2 triệu 200 nghìn một con thôi. Đấy, bao set up, là bác nào chuyển khoản nào thì em bao ship. Nhưng mà đợt này thì cũng các bác cũng mong sao các bác xem cái video này các bác thông cảm, vì đợt này gần Tết rồi. Đấy, tiền chung nó lên, nên là cái giá thành, giá cước nó lên rất là cao. Đấy, nhưng mà nó đúng ra cao cái này ở bên em, nhưng mà ra cho các bác cái giá thì cũng rất là hợp lý so với lại những anh em khác, thì em dám khẳng định với mức giá hiện tại bây giờ vẫn còn rẻ hơn rất là nhiều đại lý khác bán. Thì em đang bán công khai cho các bác cái con vàng Hugo V6 đó, với một mức giá là 2 triệu 300 nghìn, 2 triệu 300 nghìn giá tại cửa hàng, bao set up cho các bác 5 chế độ, các bác chỉ việc cắm vào điện các bác chơi thôi. Đấy, các bác không cần phải là chỉnh thêm cái gì cả, vì là bên em set up gọi là hoàn chỉnh cho các bác một con vàng. Đấy, khai thác hết cái khả năng và tầm của con vàng này ra để cho các bác được sử dụng. Đấy, thì cái số lượng cũng không có nhiều, thì em về được hơn 20 con thì cũng sao, cũng các bác mấy các bác trước có gọi điện cho em. Đấy, thì cũng làm sao khi xem video này thì các bác cũng làm sao nhanh tay gọi điện lại cho em để em gọi là em giao hàng cho các bác. Và hàng ở bên em khi em giao cho các bác nhận hàng, các bác thanh toán tiền. Đấy, bao cho các bác bao zin bao đẹp, nhận hàng, kiểm tra hàng, đúng hàng thanh toán tiền, không đúng hàng gửi lại cho em. Đấy, nên là bên em bán hàng với một cái gọi là quan điểm đúng hàng, đúng chất lượng. Đấy, đúng giá thành. Đấy, chứ không phải kiểu như là bán là kiểu treo đầu dê bán thịt chó là bên em không làm được. Đấy, bán như thế chỉ có mất khách thôi. Đấy, đây ra về đẹp long lanh luôn, các bác nhìn này, con nào đấy gọi mượt mà luôn. Đấy, nô này về nó rất là xuất sắc. Đấy, thì bác nào mà có nhu cầu lấy hàng thì cứ điện thoại trực tiếp vào số điện thoại của em 0985778338 và 0937348356. Thì bác nào ở gần thì qua trực tiếp cửa hàng ở số 89 đường Phạm Văn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng. Và thì buổi tối ngày hôm nay cũng là ngày 29 tháng 12 thì hôm nay thì em cũng sẽ lên sóng và giới thiệu cũng cho các bác một dòng loa thương hiệu gọi là B3X12i. Hôm nay em về chỉ duy nhất được có 2 đôi thôi. Nói thật các bác là về được mấy hôm rồi nhưng mà chưa có thời gian để lên sóng cho các bác, nó đẹp long lanh luôn. Đấy, đẹp gọi là thôi rồi. Đấy, được có 2 đôi thôi thì cũng hẹn là các bác gọi lên sóng gọi là mấy ngày rồi nhưng mà không có thời gian để lên sóng, thì cũng gì tối hôm nay em sẽ lên sóng và cũng tiện em theo em cũng quay trực tiếp cho các bác về những cái đống vàng này. Những video này em chỉ làm qua thôi để cho các bác được biết. Bên em thì như hôm qua thì em cũng làm một cái video để giới thiệu cho các bác một dòng vàng BF Audio rồi. Đấy, thì hiện tại bây giờ cũng không còn nhiều nhé các bác nhá. Duy nhất bây giờ chỉ còn có 1 con này. Con này thì khách đặt rồi, nhưng mà con BF thì chỉ còn có 1 con này. Đấy, các bác nào không nhanh tay thì cũng không còn cơ hội để gọi là lấy được những cái món hàng đẹp đâu. Về một cái số vàng này nữa. Số vàng này thì em cũng chưa bỏ lên setup nhưng mà linh kiện cũng rất là đẹp. Con này thì nói chung là anh em của hàng thương hiệu BF Audio rồi. Đấy, mặt mũi không khác gì. Linh kiện và phần mềm đều đầy đủ. Đấy, thì em cũng chưa lên sóng được còn đấy, thì có gì 1-2 hôm nữa hoặc là tối hôm nay em sẽ set up luôn cho các bác để các bác được biết.
mic cũng còn một ít thôi đấy. Vang số X12 đấy, X12 còn được có 7-8 con thôi đấy, bác nào nhanh thì cũng xin báo em sớm. Lọc xì Yamaha thì cũng chỉ còn có 2-3 quãn thôi đấy, không còn nhiều đâu, nói chung là Tết rồi thì không còn hàng nữa đâu đấy, nên là bác nào cần cái món gì thì cũng làm sao liên hệ nhanh với em đấy. Thì thôi, cái video này em cũng xin chân thành cảm ơn đến các bác đã quan tâm và ghé qua kênh Auto Minh Nguyễn. Và các bác nào mà yêu quý kênh thì hãy ấn nút like và đăng ký kênh để tiện theo dõi video clip mới nhất ở bên em, và nhớ là ấn nút chuông nha các bác nha. Đấy thôi, em xin tạm dừng video ở đây, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.